xin nhớ mãi.
Các bác thân mến, các bác vừa nghe một đoạn của bài Những đồi hoa sim, và bài đang phát là bài Nỗi buồn hoa phượng trong cái băng nhạc tiếng hát Thanh Tuần 2, Thanh Tuần 1. Thanh Tuần 1 clip Thanh Tuần 1 đấy đó. Các bác có nhu cầu băng cối tiếng hát Thanh Tuần 1 đó, các bác liên lạc 0981 229960. Giá con băng này là 500.000. Cảm ơn các bác đã xem video.